Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe nói là chặng đường rất là hấp dẫn và đã sẵn sàng nghe bây giờ. Xin chào các bạn, hôm nay là tụi mình bắt đầu là chuyến đi khám phá Vịnh Vân Phong. Hiện tại thì mình rất là nôn nao, cảm giác rất là khó tả bởi vì nghe rất là nhiều người nói là khó khăn, nhưng mà đi chung đoàn có nhiều người, họ rất là sôi động, năng nổ. Chính vì thế mà bây giờ mình rất là hào hứng để mình đi. Ta phải đi từng bước và hỗ trợ lẫn nhau. Đến thì đến này chúng tôi đã có đặt chân ở giữa đoạn đường và rất là tuyệt vời. Tí xíu nữa, 2 phút tới đây chúng tôi sẽ đi một chuyến đi nữa là chinh phục một cái những cái đồi, những cái núi còn nghiêm trọng hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa. Và kỳ vọng chúng tôi thì sẽ tỏ thành một cái